Marcelo, như ai cũng đã biết, ngoài là một trong những cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất với Real Madrid, thì anh còn nổi danh là chàng hậu vệ đầy hào hoa của bóng đá Brazil, một trong những chân chạy cánh trái hay nhất trong lịch sử của đội tuyển này. Hổ phụ sinh hổ tử, cậu con trai của anh mới đây cũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Nhưng các bạn sẽ thật bất ngờ bởi không phải là đội tuyển trẻ nào của Brazil mà là U15 của Tây Ban Nha. Hãy cùng tìm hiểu xem tại sao lại có câu chuyện vô cùng thú vị như vậy. Vào giữa tháng trước, cậu con trai Enzo Alves, 13 tuổi của cựu sao Real Madrid, đã chia sẻ niềm vui của mình khi đăng những bức ảnh đang khoác lên bộ quần áo thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha trên trang Instagram cá nhân. Mọi thứ khá bất ngờ khi ai cũng biết rằng cha của anh là Marcelo đã từng là ngôi sao của đội tuyển Brazil. Chính Marcelo cũng đã chia sẻ niềm vui của mình với cậu con trai khi đăng những tấm ảnh tương tự với dòng caption là "Niềm tự hào vô hạn tình yêu của tôi, chúc mừng một cuộc hành trình mới". Bên dưới phần bình luận, James Rodriguez, Angel Di Maria, những cầu thủ từng chơi bên cạnh Marcelo tại Real Madrid và nhiều bạn bè của anh cũng gửi lời chúc mừng tới chàng cầu thủ trẻ. Đương nhiên, việc này gây ra khá nhiều bất ngờ cho người hâm mộ bởi ai cũng biết rằng Marcelo và vợ đều là người Brazil. Hơn thế nữa, sự nghiệp của anh ngoài gắn bó với Real Madrid ra thì chân chạy cánh này cũng từng thi đấu 58 trận cho đội tuyển quốc gia Brazil. Vậy mà giờ đây cậu con trai của anh lại đầu quân cho đội tuyển U15 của Tây Ban Nha. Về luật, mặc dù cả bố và mẹ đều là những người Brazil, nhưng Enzo lại được sinh ra trên đất Tây Ban Nha. Vì vậy cậu có hai quốc tịch đến từ cả nơi sinh và cả gốc gác của bố mẹ. Vì thế nên cậu hoàn toàn có thể chọn đại diện cho một trong hai đội tuyển trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Thậm chí mới chỉ gia nhập U15 và chưa có quá 3 trận đấu chính thức ở cấp độ cao nhất. Trước ngưỡng tuổi 21, Enzo Alves vẫn có thể quay xe để trở lại với đội tuyển Brazil. Tuy nhiên cũng nên nhìn nhận một chút về lý do tại sao cậu lại lựa chọn để thi đấu cho U15 của Tây Ban Nha và thậm chí trong tương lai là đội tuyển của quốc gia này. Nếu nhìn về góc độ danh hiệu hay sự thành công thì ở cả hai nền bóng đá đều có vị thế gần bằng nhau. Chẳng ai có thể nói rằng Brazil yếu hơn Tây Ban Nha hay Brazil có thể vượt trội hơn Tây Ban Nha rất nhiều. Cả hai đội tuyển đều đã có những giai đoạn thành công của riêng mình và luôn là những ông lớn của bóng đá thế giới. Vì vậy khía cạnh này khó có thể đem ra để xét đến việc Enzo lựa chọn bên nào. Con trai của Marcelo lựa chọn thi đấu cho Tây Ban Nha có lẽ đến từ yếu tố chớp lấy cơ hội. Những cậu nhóc đã được tập trung cho các lứa có độ tuổi nhỏ như U13, U15 hay U17 thường là nhân tố trẻ của những lò đào tạo trong nước, dù đó có là ở Brazil hay ở Tây Ban Nha. Ở đó, ban huấn luyện có thể dễ dàng theo dõi sát sao tình hình của từng cầu thủ và cả phong độ của họ trong thời gian thi đấu gần nhất ở những giải trẻ. Tập trung một đội tuyển U15 mà phải gọi hết những cầu thủ trẻ trên khắp thế giới để trở về thì thật là đao to búa lớn. Vì vậy, nhân cơ hội được huấn luyện viên Jose Lana gọi tham dự Pinata Super Cup, nên Enzo Alves, cầu thủ thuộc đội trẻ của Real Madrid, đã đồng ý khoác áo đội U15 của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, để đưa ra sự lựa chọn đó thì cậu cũng đã phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng và cũng sẽ không có gì bất ngờ nếu Enzo Alves tiếp tục gắn bó với đội tuyển xứ sở đấu bỏ thay vì đầu quân cho Brazil sau này, bởi Tây Ban Nha mới là đất nước mà Enzo sinh ra và lớn lên. Cậu đã có một sự gắn bó mật thiết với nơi đây. Alves sinh vào tháng 9 năm 2009, sau khi cha của cậu là Marcelo mới bắt đầu mùa giải trọn vẹn thứ 3 tại Santiago Bernabeu. Cậu được sinh ra tại chính thành phố Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Trước khi đến với bóng đá, Enzo Alves được cha mẹ cho theo một trường quốc tế tại thủ đô Madrid, nơi cậu đã làm quen được với rất nhiều bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Từng có một video Marcelo đến thăm trường của cậu con trai và chơi đùa rất vui vẻ với những cậu nhóc tại đây. Enzo Alves sống cùng với gia đình của mình trong một biệt thự sang trọng và đẹp mắt, nằm ở khu vực La Muralla của Madrid. Cha của anh là Marcelo đã mua ngôi nhà này vào năm 2013. Chân chạy cánh người Brazil còn là đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Ngôi nhà có diện tích khoảng 1.500 m², bao gồm 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một phòng khách rộng rãi, một phòng ăn lịch sự và một nhà bếp hiện đại. Ngoài ra, ngôi nhà còn có một hồ bơi lớn, một sân tennis, một phòng tập thể dục và một khu vườn xanh mát. Marcelo rất yêu quý ngôi nhà này, nên anh cùng vợ và hai con trai sống hạnh phúc trong quãng thời gian dài. Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên trang cá nhân của mình, đặc biệt là với cậu con trai Alves. Và vì thế nên Tây Ban Nha hay đặc biệt là thành phố Madrid cũng là nơi mà Enzo Alves lớn lên với gia đình, bạn bè xung quanh và có sự gắn bó mật thiết với nơi đây. Trong một video được đăng tải cách đây gần một năm trên Instagram của mình, Enzo Alves đã chia sẻ hình ảnh anh cùng các bạn đang chơi đùa bên hồ bơi của gia đình. Về khía cạnh bóng đá, tiếp bước người cha Marcelo, Enzo Alves cũng đã chính thức ký vào bản hợp đồng đầu tiên với Real Madrid vào cuối năm ngoái nhưng ở vị trí của đội U13. Hồi cuối tháng 1 năm nay, cậu cả nhà Marcelo đã lập cú hat-trick chỉ trong vòng 20 phút ở trận derby với đội trẻ của Atlético Madrid. Càng ấn tượng hơn khi sau trận đấu đó, những con số đã chỉ ra rằng Enzo đã ghi được 19 bàn
và 4 kiến tạo chỉ sau có 9 trận đấu. Con số rất tốt với cầu thủ thi đấu ở vị trí trung phòng, những chàng trai sinh năm 2009. Vì vậy nên tương lai của anh tại đội bóng thành Madrid ngày càng tươi sáng hơn. Vì vậy thật hợp lý khi anh cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ với Tây Ban Nha hơn là tại Brazil. Tình yêu với đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp có lẽ Enzo đã được thừa hưởng từ Marcelo. Dù là một người Brazil nhưng cựu sao của Real Madrid đã sống ở Tây Ban Nha từ năm 2007. Anh rất yêu quý đất nước này và cảm thấy như đây là quê hương thứ hai của mình. Marcelo rất thích ẩm thực Tây Ban Nha, đặc biệt là món cơm thập cẩm paella và cả món tapas truyền thống. Anh từng nói rằng cuộc sống của anh ở Tây Ban Nha là một giấc mơ trở thành hiện thực. Đương nhiên cả Marcelo và cả Enzo Alves vẫn có dòng máu Brazil chảy trong người. Trong một cuộc phỏng vấn, cậu cả nhà Marcelo nói rằng cả gia đình của mình vẫn luôn tôn trọng và nhớ về những giá trị truyền thống của quê hương. Gia đình tôi vẫn kỷ niệm các truyền thống của Brazil như là Festa Junina, Carnaval và Fiesta Boni. Chúng tôi kết hợp phong tục Tây Ban Nha và Brazil tại nhà và ăn mừng Giáng sinh bằng cách pha trộn những gì tốt nhất của cả hai quốc gia. Ông già Noel đến nhà tôi và chúng tôi ăn món Los Condores rất điển hình của Tây Ban Nha. Thế nên những người hâm mộ của cả Marcelo lẫn đội tuyển Brazil vẫn có thể hy vọng về trường hợp khi đã trưởng thành hơn, Enzo Alves có thể quyết định quay trở lại thi đấu cho đội tuyển xứ sở Samba. Thế nhưng đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên mà một cái tên có gốc gác Brazil đầu quân cho La Roja. Nếu bạn cảm thấy ngạc nhiên về việc con trai Marcelo chơi cho Tây Ban Nha sau khi những thành công của Marcelo với đội tuyển Brazil đã diễn ra, thì có lẽ bạn cũng nên biết rằng cha của Thiago Alcântara là Mazinho, nhà vô địch World Cup 1994 trong màu áo của đội tuyển xứ sở Samba. Ngoài trường hợp của Alcântara, thì chúng ta còn có những ví dụ của Diego Costa hay xa hơn là Marcos Senna, cũng là những người có gốc Brazil nhưng lại thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Không phải ngẫu nhiên bởi hai quốc gia này có những nét văn hóa khá tương đồng với nhau. Tuy nhiên, để một cầu thủ thật sự thành công với đội tuyển Tây Ban Nha, dù mang gốc gác Brazil là không nhiều. Ngoài Marco Senna tại Euro 2008, thì tại thế kỷ 21, chưa có trường hợp nào tương tự đạt được thành công khi quyết định thi đấu cho Tây Ban Nha. Vì vậy, nếu quyết định đồng hành cùng La Roja và vươn đến đỉnh cao, thì Enzo Alves sẽ phải suy nghĩ và cố gắng rất nhiều ở trong tương lai. Tuy nhiên, cậu cả nhà Marcelo còn chưa bước qua ngưỡng tuổi 13, vì vậy cậu hoàn toàn có thể lựa chọn lại, nhiều cơ hội vẫn mở ra dù cậu có chọn đi theo bất kỳ một con đường nào. Nhưng để có quyền được lựa chọn trong tương lai thì ở hiện tại, Enzo Alves phải biết nắm lấy cơ hội của mình. Cậu phải tập luyện chăm chỉ và tỏa sáng hơn nữa để có thể tự mình đưa ra những quyết định cho bản thân. Sẽ thật buồn cười nếu nhắc đến câu chuyện lựa chọn đội tuyển quốc gia mà cậu không có đủ năng lực để thi đấu cho cả Brazil lẫn Tây Ban Nha. Nhưng đó vẫn là chuyện rất dài phía trước. Hãy cùng chờ xem liệu tao sẽ được thấy một Enzo Alves thi đấu tại Euro hay sẽ là một Enzo Alves ra sân ở Copa America trong tương lai.